Người anh em của tao đã chết trong trung tâm thương mại. Ảnh là do sĩ Quyền Anh mà cũng bị giết. Tao chắc chắn hung thủ đang ở trong đây. Lại làm hả? Là mày có phải không? Trong đây có cảnh sát đúng không? Không phải tôi. Mày phải không? Phải tôi. Đừng mà. Đừng có nhìn nữa. Đây là mày. Không phải tôi. Không phải mày không? Không phải tôi. Không phải tôi mà. Anh chàng cảnh sát, mày cũng lợi hại đó. Cho tới giờ phút này mày vẫn trốn kỹ ghê. Nhưng sắp không trốn được nữa đâu. Trong vòng 10 phút nếu mày không xuất hiện thì tao bắt đầu bắn đại một người. Đội chống khủng bố chia thành 3 nhóm tấn công vào trong. Nhóm 1 cửa sau trung tâm thương mại. Nhóm 2 cửa sau Thường Tân Ký. Cuối cùng là tôi và Hình Phong sẽ vào bằng đường ống thải rác của trung tâm. Cool. Cửa sau tòa nhà cố gắng bơm. Bên Thường Tân Ký cũng cố gắng bơm. Tiến hành bước 3. Tôi và Hình Phong sẽ trèo dây để vào trung tâm thương mại. Bây giờ chuẩn bị tiến vào. Được đó. Nhận được rồi. Hướng 3 giờ tôi phụ trách. Tôi hướng 1 giờ. Hướng 12 giờ. Hướng 9 giờ. Chỉ còn lại 15 giây. Anh cảnh sát à, nếu anh còn không chịu lộ diện sắp tới sẽ có người chết đó. 10 9 8 7 6 5. Tôi ra đi, chúng tôi sắp tới rồi. 4 3 2 1. Tôi đây. Người đó là do tôi giết, không liên quan tới những người khác. Thằng cảnh sát chết tiệt, mày gan lắm. Mỗi người có một lập trường riêng. Trường hôm nay không phải tôi giết người đó cũng giết tôi. Sao có thể trái lại được? Mày nói có vẻ như có lý lắm. Nói nhiều quá làm gì? Một phát bắn chết hắn đi. Anh giết cảnh sát thì phía cảnh sát không có lý do gì để giao viên dĩ tấn cho anh. Và cũng không có lý do giao xe cho mấy anh. Mấy anh giết hết con tin thì mấy anh cũng phải chết thôi. Mấy anh cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi. Đã biết phía trước là đường chết, muốn đâm đầu vào đó sao? Thật sự muốn chết giùm cái đám sao? Mục tiêu của chúng tôi là sự an toàn của con tin. Mấy anh không giết con tin chắc chắn sẽ có cơ hội chạy thoát được. Tới lúc chạy thoát được sẽ nghĩ cách khác để hoàn thành kế hoạch của mấy anh. Nghe có hợp lý không? Nhóm 3 sẵn sàng. Ghét nhất dạng người nói chuyện kiểu này. Anh có sao không? Không sao. Anh sao rồi? Cô bà còn bắn trúng tôi. Bỏ súng xuống. 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 Bỏ thả cô tin ra. Thả cô tin ra. Có tin ta đi chung với nó không? Đừng làm bậy. Anh không thoát được đâu. Bỏ thả cô tin ra. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Có lòng tin bắn được người phía sau không? Có. Tao đếm 3 tiếng, các người phải lùi về phía sau. Nếu không tao sẽ giết con tin. 3 Dẫn con tin ra ngoài. Đi thôi. Tôi sao không? Tôi đưa cô tới bệnh viện. Bên ngoài có xe cấp cứu. Đội chống khủng bố báo cáo. Qua Thành. Đánh ra. Tim của má vẫn còn đập rất là nhanh luôn. Má nói gì kỳ vậy? Tim không đập là chết lâu rồi đó. Con còn dám nói nữa. Nếu như không phải tại con quên này quên nọ, đợi quay về lấy đồ á, thì bây giờ chúng ta đã lên du thuyền ngồi phơi nắng rồi. Cần gì mà phải sợ tới vậy chứ. Con cũng đâu muốn đâu. Má chửi con cũng vô ích thôi. Ngồi xuống. Không sao đâu. Báo à, liệu súng bom đó có phát nổ hay không? Tôi sợ nếu như lỡ nổ trúng thì con của tôi phải làm sao? Chuyên gia pháp bom đã tháo hết toàn bộ bom ra rồi, yên tâm đi, không sao đâu. Mọi người ngồi yên ở đây, chút nữa sẽ có người tới kiểm tra cho mọi người, sẽ có người tới lấy lời khai. Anh có sao không? Đồng nghiệp bên đội chống khủng bố đang ở bên trong tìm kiếm coi có sót quả bom nào không. Ai ngờ họ tìm được cái tai nghe này và cái áo này được bỏ cạnh các thùng rác. Không lẽ hai thứ này thuộc về người thứ bảy? Đây là cái tai nghe mà nhóm Ba Dịch đã sử dụng. Có lẽ là cùng một nhóm người. Tức là người này cũng có mặt ở hiện trường. Nếu người này giả làm con tin trốn vào đám đông, chưa chắc chúng ta phát hiện ra người này. Sợi tóc màu tím. Có sao không? Không sao. Tôi dẫn con tới bệnh viện. Bên này có xe cấp cứu. Người vừa rồi Mã Lôi bắt giữ. Hình Phong, người Mã Lôi bắt giữ đâu rồi? 5 phút trước đã đưa lên xe cấp cứu để chuyển tới bệnh viện. Xe cấp cứu?